Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay, gái Excel sẽ dẫn các bạn 4 cái ứng dụng tuyệt vời của hàm random gồm có hai ứng dụng cơ bản và hai cái ứng dụng nâng cao nhé Các bạn chú ý, mình sẽ để cái link tải file thực hành trong phần mô tả phía dưới video Tốt nhất đấy là các bạn tải về, các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình nhé Trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu qua về hai cái hàm để tạo số ngẫu nhiên đó là hàm random between và hàm rand thì đầu tiên là cái hàm random between nhé, các bạn sẽ gọi bằng này, random between. Đấy, các bạn sẽ ấn mũi tên xuống. Khi mà cái chữ random between này nó được bôi đen ý, thì các bạn sẽ ấn tab nhé. Đấy, cái thành phần đầu tiên của cái hàm random between ý là cái giá trị ở dưới đúng không? Ví dụ, mình muốn tạo một cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 10 nhé. Đấy, thì cái số ở dưới là gì ạ? Là một phải cái số ở trên là số 10 đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại thì cái hàm random between từ 1 đến 10 nghĩa là mình sẽ tạo một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Đấy sau đó các bạn enter thì nó sẽ tạo ra cái số 2 ở đây chẳng hạn thế nhá. Đấy các bạn có thể kéo cái công thức này sang phải. Đấy hoặc các bạn có thể kéo xuống dưới cũng được. Đấy. Thì các cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 10 đã được tạo ra đúng không ạ? Thì tương tự có một cái hàm để tạo số ngẫu nhiên khác là hàm rand. Các bạn bằng nhá, rand. Các bạn ấn tab nhá, các bạn đóng ngoặc đơn luôn. Thì cái hàm rand nó sẽ không có đối số ấy. Đấy thì cái hàm này nó sẽ tạo một cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 Đấy các bạn enter Đấy thì nó sẽ trả về kết quả là 0.50 đây này Đấy các bạn có thể kéo sang phải bất kỳ hoặc các bạn kéo xuống dưới nhé Đấy cái hàm này thì nó sẽ tạo một cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 Trước khi bắt đầu vào bài học các bạn đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ gã Excel nhé Mình sẽ vào ứng dụng đầu tiên là tạo số ngẫu nhiên từ tập các số cố định thì giả sử ở đây mình có tập là bốn số cố định 2 4 5 và 8. Bây giờ mình muốn tạo một cái số ngẫu nhiên trong tập bốn cái số này là 2 4 5 8 thì mình làm như thế nào? Thì mình sẽ dùng hai cái hàm là hàm choose và hàm random between nhá. Đấy. Thì giả sử cái vùng mà tô xanh ở đây là cái vùng mà mình tạo một cái số ngẫu nhiên trong bốn cái số này nhá. Đấy. Thì có hai cách thì cách thứ nhất là các bạn sẽ tạo ở đây này, các bạn sẽ bằng gì ạ? Các bạn sẽ bằng cái hàm choose. Đấy, các bạn có thể ấn tab nhá thì thành phần đầu tiên là index number đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cái hàm random between, các bạn ấn mũi tên xuống và các bạn ấn tab. Đấy. Thì mình sẽ tạo một số ngẫu nhiên là gì ạ? Từ 1,4 tức là mình sẽ tạo một số ngẫu nhiên từ 1 đến 4 đúng không ạ? Phẩy tiếp theo của cái hàm choose này nhá là cái giá trị nếu như cái index number ở đây bằng một đúng không? Thì các bạn sẽ trả về kết quả là 2. Phẩy nếu như bằng 2 thì các bạn lấy kết quả là 4. Phẩy nếu như bằng 3 thì các bạn lấy kết quả là 5. Phẩy nếu như bằng 4 các bạn lấy kết quả là 8 đúng không các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại và các bạn enter. Đấy thì như vậy nó đã tạo được một cái số ngẫu nhiên là số 8. Đấy các bạn có thể kéo sang phải này. Đấy sau đó các bạn có thể kéo xuống dưới ở đây. Đấy. Đây là cái cách để mình tạo một cái số ngẫu nhiên trong tập bốn cái số này. Đấy. Cái cách thứ hai là gì? Các bạn có thể xóa đi này. Các bạn bôi đen luôn cái vùng dữ liệu này nhá. Sau đó các bạn cứ gõ bằng đi. Đấy các bạn sẽ bằng cái hàm choose. Đầu tiên là gì ạ? Các bạn sẽ dùng cái random bitwin này, các bạn ấn tab 1,4. Đấy phải nếu như một các bạn sẽ trả về kết quả là gì 2,2 thì các bạn trả về kết quả 4, 3 thì các bạn trả về là 5, 4 thì các bạn trả về kết quả là 8 đấy các bạn sẽ đóng đơn lại thì sau đó các bạn giữ cần trôn và các bạn ấn enter nhé thì như vậy là gì ạ toàn bộ các cái vùng đen nó đã được điền một số ngẫu nhiên trong cái tập 4 số này rồi nhá đấy các bạn thấy không khá là hay ạ ok sang ứng dụng thứ hai là gì ạ mình có thể tạo một cái chuỗi ngẫu nhiên thì ở ví dụ một ý, là mình tạo số thì bây giờ mình có thể tạo chuỗi nhá bây giờ giả sử mình sẽ tạo một cái chuỗi là cái màu ngẫu nhiên trong ba cái màu màu đỏ này màu xanh da trời và màu đen đấy thì đầu tiên các bạn sẽ bôi đen cái vùng dữ liệu mà các bạn tạo một cái chuỗi ngẫu nhiên nhé. Sau đó các bạn bằng này. Các bạn vẫn dùng hàm choose và hàm random between đấy. đấy các bạn sẽ bằng này, choose. Các bạn ấn tab nhé. Sau đó là gì ạ? Random between. Các bạn ấn mũi tên xuống và các bạn ấn tab này. Vẫn là gì ạ? Ở đây là 1,3 đúng không ạ? thì tại vì ở đây mình chỉ tạo ba cái giá trị là ba cái màu này thôi đúng không thì cái số ngẫu nhiên sẽ là 1 đến 3 đấy phẩy nếu như mà một thì các bạn gì các bạn sẽ mở ngoặc kép nhá các bạn chú ý nhé để hiện cái tích thì cái text của mình tức là cái chuỗi ấy, nó phải làm trong cái đóng mở ngoặc kép đấy thì đầu tiên là gì ạ? red các bạn đóng ngoặc kép lại phẩy tiếp theo là gì ạ? các bạn mở ngoặc kép ra nếu như giá trị thứ hai thì các bạn có thể là ghi là blue các bạn đóng ngoặc kép lại phẩy nếu như giá trị thứ ba các bạn đóng ngoặc kép các bạn mở ngoặc kép các bạn ghi là gì black đấy các bạn sẽ đóng ngoặc kép lại sau đó các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm choose sau đó các bạn giữ cần chôn và các bạn bấm enter nhá đấy thì như vậy là gì đây là cái danh sách mà các cái màu ngẫu nhiên nó được tạo ra đúng không ạ đấy ok sang cái ứng dụng thứ ba là cái phần nâng cao thì đầu tiên là gì ạ mình sẽ tạo cái giá trị ngẫu nhiên từ một cái danh sách thì ở đây mình giả sử mình có danh sách là 10 bạn học sinh đúng không ạ Bây giờ mình sẽ chọn ba cái học sinh bất kỳ chẳng hạn thế nhá thì mình làm như thế nào? Thì đầu tiên các bạn sẽ bôi đen ba cái ô để mình sẽ điền ba cái học sinh bất kỳ đúng không ạ? Đấy các bạn sẽ bằng này, các bạn sẽ dùng cái hàm index cho mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ ấn tab nhá. Thành phần đầu tiên của cái hàm index là cái array tức là toàn bộ danh sách học sinh của các bạn nhá. Các bạn sẽ bôi đen cái vùng từ gì ạ từ C7 đến C16 này, các bạn sẽ ấn F4 để cố định. Thì tại sao lại phải cố định ạ? Tại vì mình sẽ áp dụng cái công thức này cho hai cái bạn học sinh ở dưới nữa đúng không? Cho nên cái vùng tham chiếu ở đây sẽ phải là cố định. Đấy, phẩy. Tiếp theo là cái row number thì các bạn sẽ dùng cái hàm gì ạ? Các bạn sẽ dùng cái hàm random between ở đây. Các bạn ấn mũi tên xuống và các bạn ấn tab. Đấy. Thì cái bottom tức là cái giá trị dưới cùng các bạn sẽ chọn là một đúng không ạ? Phẩy. Còn cái top ở đây thì các bạn sẽ dùng cái hàm để các bạn đếm xem là có bao nhiêu học sinh nhá. Đấy thì các bạn sẽ dùng cái hàm row s nhá. Đấy các bạn sẽ mở ngoặc đơn ra và các bạn bôi đen toàn bộ danh sách học sinh của mình ở đây. Các bạn cũng ấn F4 để cố định ạ. Đấy. Sau đó các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại cái phần cố định ở đây là gì ạ? Mình sẽ áp dụng cái công thức này cho hai cái học sinh ở dưới nữa. Cho nên mình cần phải cố định cái vùng tham chiếu nhá. Nó giống như cái phần index ở đây này. Đấy. Các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại để xong cái hàm ra between. Phẩy cái phần cột trả về vì ở đây mình chỉ có dữ liệu là một cái cột là cái cột danh sách học sinh thôi thì các bạn có thể điền một vào đây. Đấy còn nếu như các bạn bỏ khuyết cái trường này thì mặc định của Excel thì cái hàm index nó sẽ trả về là cột số 1. Đấy bây các bạn có thể đóng hoặc đơn lại cũng được nhá sau đó các bạn giữ cần chôn và các bạn bấm enter đấy thì như vậy là gì ạ nó đã tạo được ba cái học sinh ngẫu nhiên là gái xeo 5 gái xeo 7 và gái xeo 3 bây giờ các bạn tích đúp vào đây các bạn enter lại chẳng hạn thế nhá đấy thì nó sẽ tạo ba cái học sinh ngẫu nhiên là 472 đấy các bạn có thể tích đúp vào một cái bất kỳ rồi các bạn enter thì nó sẽ tạo lại đấy, đấy các bạn thấy không rất là hay ạ và danh sách ba học sinh này nó sẽ làm trong cái tập danh sách 10 học sinh này nhá đấy ok sang ứng dụng thứ tư là cái ứng dụng nâng cao mình sẽ gì ạ? Mình sẽ chia nhóm ngẫu nhiên mà không quá một cái số lượng quy định. Giả sử danh sách ở đây là mình có 14 học sinh nhá. Bây giờ mình chia thành các cái nhóm mà mỗi một nhóm ấy sẽ không quá 5 người. Đấy. Thì tất nhiên là có thể nó sẽ không đều nhau nhé. nhưng mà mình sẽ giới hạn là gì ạ? Một nhóm không được quá 5 người nhá. Tức là tối đa là 5 người thôi. Thì làm nào để mình chia được ạ? Thì mình sẽ dùng hai bước. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái hàm rand. Cái hàm này nó sẽ tạo một cái số ngẫu nhiên từ 0 đến 1 này. Các bạn sẽ bôi đen cái vùng dữ liệu của cái hàm rand. Các bạn bằng này ran đấy các bạn ấn tab nhá các bạn đóng hoặc đơn luôn sau đó các bạn giữ cần chôn và các bạn bấm enter đấy thì như vậy là gì ạ một tập các cái số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 đã được tạo ra nhá bây giờ để chia nhóm nhá các bạn bằng nhá các bạn có thể thêm cái chữ nhóm ở ngoài cùng này các bạn mở ngoặc kép ra các bạn nhóm các bạn cách ra các bạn gì ạ các bạn đóng ngoặc kép lại sau đó các bạn và gì ạ ở đây mình sẽ dùng cái hàm rao ấp nhá đấy các bạn ấn mũi tên xuống và các bạn ấn tab thì thành phần đầu tiên của cái rao ấp là gì ạ? Là cái số nhá, thì mình sẽ dùng cái gì ạ? Các bạn sẽ dùng cái hàm rank. Các bạn ấn mũi tên xuống này, các bạn ấn tab, đấy. Thì thành phần đầu tiên của hàm rank là gì ạ? Là cái giá trị ngẫu nhiên ở đây. Đấy, phẩy reference là gì ạ? Các bạn sẽ sắp xếp trong cái vùng dữ liệu toàn bộ của cái hàm random này nhá. Đấy, các bạn sẽ ấn F4 để cố định. Đấy, các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ đóng hoặc đơn lại để xong cái hàm rank. Các bạn sẽ chia cho 5. 5 ở đây là diện Là cái số người tối đa của một nhóm nhé Thì ở đây nó yêu cầu là không quá 5 người thì các bạn chia cho 5. Còn nếu như nó yêu cầu là không quá 10 người thì các bạn chia cho 10 nhá. Thì ở đây là không quá 5 người thì các bạn sẽ chia cho 5. Đấy. Các bạn sẽ phải là gì ạ? Mình sẽ làm tròn lên đúng không? Các bạn sẽ phải không, tức là là gì ạ? Số nó phải là số nguyên đúng không? Mình sẽ dùng cái hàm round up thì nó sẽ là số nguyên. Đấy. Các bạn sẽ enter. Thì như vậy là diện Nó sẽ mặc định cái bạn gái xe một này chẳng hạn ở nhóm một nhá. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống Đấy các bạn thấy chưa Thì như vậy có tất cả ở đây là ba nhóm Đấy Do ở đây có 14 học sinh thôi đúng không Sẽ có hai nhóm 5 người và một nhóm là bốn người Đấy các bạn thấy không rất là hay ạ Bây giờ các bạn sẽ paste special cái này để mình kiểm tra nhé Đấy các bạn sẽ nháy chuột phải này Các bạn copy Các bạn nháy chuột phải các bạn paste special Mình sẽ chọn value đi Các bạn bấm ok Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé Các bạn vào thẻ data Mình sẽ filter Đấy mình sẽ kiểm tra đầu tiên là diện nhóm Đầu tiên là diện nhóm 1 chẳng hạn thế nhá. Đấy, nhóm 1 ở đây là có 5 bạn học sinh đúng không? Nhóm 2. Nhóm 2 cũng là diện, cũng là 5 bạn. Và cái nhóm 3. Tất nhiên là còn 4 bạn là gái cho 4, 8, 10, 12. Đấy các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Các bạn vào thẻ data mình sẽ diện, mình sẽ bỏ filter đi. Thì đấy, đây là cái cách để các bạn có thể chia nhóm nhé ok như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học excel nhé xin chào và hẹn gặp lại